chờ đợi nó mỏi mòn quá, mình sẽ bắt ông chồng mua cho mình một cái thiệt là đẹp như vậy. Trời ơi, ta nay hết hồn. Quý vị có đang theo dõi chương trình, hãy cùng nhún nhảy với Chương Trường Vũ và tất cả các anh em nghệ sĩ đang có mặt trên sân khấu nha. Wow. Và chúng ta hãy cùng chào đón các người đẹp. Á hậu Kiều Loan. Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương sáng. Hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đã lớn lên từng ngày. Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hoa ngập bên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Ôi quê hương chuyên đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang vươn ra nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập bên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Triệu Vũ rất nhiều. Wow, em thật sự không ngờ là con ba nè, con bốn nè, có chị Mỹ nữa rồi diễn với em. Ôi, đây là niềm hạnh phúc nhất của em trong năm này rồi. Và mấy em nữa nè. Và còn một người nữa Vũ ơi, là người đã tạo ra những bộ trang phục lộng lẫy này. Xin được mời nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, thương hiệu Jolly Polly lên sân khấu. Dạ, bây giờ sẵn có các anh chị em ở đây, anh Sơn nè, ha Vũ nè, chị Mỹ với anh Linh. Sẵn đây em nhờ sức mạnh cộng đồng giúp em giùm cái. Đây là ba bộ thiết kế của anh Thư ở đây, rất là đẹp luôn, nhìn lộng lẫy vô cùng luôn. Và Thư cũng có nhảy gửi cho chương trình để chúng ta có thể bán, để gây quỹ cho chương trình chúng ta. Nhưng mà trước tiên thì nghĩ xin công bố một cái điều vui, là bởi vì trước khi chương trình diễn ra thì Thư em cũng có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, thì đã có hai người đặt mua hai bộ trang phục. Trước tiên là anh Nguyễn Hồ Đăng Minh, chủ tịch Chris and Brother, ủng hộ 50 triệu đồng cho chiếc áo dạ hội mà á hậu Kiều Loan đang mặc. Xin mời anh Đăng Minh lên sân khấu ạ. Xin mời anh Đăng Minh. Anh ấy đã gửi 50 triệu cho bộ trang phục của em đang mặc. Xin mời, cảm ơn anh Đăng Minh rất là nhiều nha. Có một mạnh thường quân giấu tên cũng ủng hộ 50 triệu đồng cho chiếc áo dạ hội mà á hậu Tường Sang đang mặc. Chị Nguyễn Thiên Ái, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy Aqua Việt Nam, cũng có nhảy mua một bộ trang phục của Thư với số tiền là 50 triệu đồng. Nhưng không phải là một trong ba bộ này đây, là bộ khác phải không Thư? Và Thư hứa rằng Thư sẽ làm cái bộ đó để gửi cho chị Thiên Ái. Và cũng xin được trân trọng mời chị Nguyễn Thiên Ái, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy Aqua Việt Nam, sẽ lên sân khấu trao 50 triệu đồng. Dạ, xin gửi đến cho anh Thư nhé, anh Thư sẽ đại diện. Dạ. Cảm ơn chị Thiên Ái nha, cảm ơn chị. Bộ ngọc trai mà á hậu Tường Sang đang đeo trên cổ đó thưa quý vị. Đây là của thương hiệu ngọc trai Long Beach Pearl. Dạ, và cái bộ ngọc trai này cũng được muốn gửi đến cho ai đó hữu duyên với số tiền được đưa ra với mức là 30 triệu đồng. Chiếc đầm này thì sẽ bán đấu giá ngay tại sân khấu này. Em nhờ anh Linh, chị Mỹ, mỗi người cầm cái micro giùm em để mình kêu gọi những vị khách. Hôm nay đến với chương trình này thì hạn chế lắm quý vị, số lượng khách đến đây không nhiều. Nhưng mà cũng đều là những anh chị có tâm huyết với chương trình hướng về Đà Nẵng và Quảng Nam. Cho nên là nếu như anh chị cảm thấy bộ đầm này nó tuyệt vời, cũng như là cái ý nghĩa của nó, thì anh chị có thể lên sân khấu để chúng ta bắt đầu thương lượng với nhau. Như Linh thấy thì thực sự ra thì cái bộ đồ này
em thiết kế quá đẹp. Và như Nghĩa nói hồi nãy đó, là có một có những cái đám cưới mà set up trước rồi, nhưng mà cuối cùng là bị cái dịch cho nên là đình lại. Thì bây giờ cái trong cái thời gian mà đình lại đây, chứ không phải là mình bỏ nha, đình dạ. lại. Thì bây giờ quý vị có thể chọn cho mình một cái chiếc áo cưới khác. Dạ. Nó có thể đẹp hơn, nó lộng lẫy hơn để mình bù lại cái thời dạ, gian mà mình chờ đợi nó mỏi mòn quá. Mình sẽ bắt ông chồng mua cho mình một cái thiệt là đẹp như vậy. Trời ơi, ta nay hết hồn. Dạ, xin được mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng lên sân khấu. À, bởi vì nghe đâu là Hoàng Nhật Nam cũng có ý định như muốn mua cái này, như muốn mua cái đầm này sao đó. Bên đó là Linh mặc, không để Hoàng Nhật Nam lên mua cho Linh này mặc. Quý vị ơi, nghĩ sao nếu như anh Hoài Linh mặc bộ trang phục này thì sao? Trời, à? Vô tư ha. Vô tư. Thiếu được guốc thôi. Hôm nay quá là vui khi mà có anh Bốn, anh Ba, rồi có Tin đến nữa. Và có chị Thoại Mỹ rất là yêu thương chương trình. Và trong cái phần này, đúng là đến giờ này em đã giải tỏa bớt cái áp lực là trên vai, là làm sao có thể kêu gọi được một cái số tiền cũng phải nó xứng, dạ, nó xứng đáng với cái danh của các anh chị đã dành cho. Cho nên là phần này em thực sự là cũng rất muốn mua chiếc đầm này cho bà xã em. Nhưng mà em nghĩ chắc là em không có đủ tiền quá. Vì bây giờ nè, em đưa ra cái điểm là giá bao nhiêu đi. Đã lên gió rồi. Bao nhiêu, thì... Gió tiền bao nhiêu đó anh Tư? Đã lên rồi thì không than. Dạ, thật sự là cái đầm này mà bán ở Jolly Willy á, thì giá là 200 ạ. 200 wow. triệu. Okay. Nhưng mà em sẽ phát một cái giá khởi điểm rất là yêu thương, đó là 50 triệu thôi ạ. Tôi xung phong, tôi xung phong. Sao anh Ba? Tôi xung phong mua để dành. Và tôi hy vọng là sẽ có người trỏ cao hơn. Dạ. Anh mua nhiêu anh? 50 triệu. 50 triệu rồi Nam ơi, anh Ba mua 50 triệu rồi kìa. Dạ em 51 triệu anh. Vì hôm chị Mỹ có ý định không chị mua Mỹ? Mùa Covid này Hoàng Nhật Nam 51 rồi kìa chị. Đẩy lên cho em. Em nghĩ là chị bận chiếc áo này đẹp không? Anh Bốn nghĩ em bận đẹp không? Đẹp xong đẹp chị, đẹp chị đẹp mà. Đẹp không? Em đẹp mà. Dạ. Em bận chiếc áo này vô em sẽ đẹp không? Đẹp. Em sẽ đẹp. Em sẽ đẹp. Nhưng mà quan trọng là cái thằng nào đứng kế em. Tội nghiệp con em. Nhưng mà giờ em thích quá là sao giờ anh? Thích thì chơi. Chơi luôn. 55 triệu. 55 triệu. Dạ, bên dưới quý vị khán giả ở đây. Dạ, xin mời chị lên sân khấu luôn chị. Dạ. Chị Phương đúng không ạ? Chị Phương. Chị Phương. Chị muốn mua cái áo đầm này với giá nhiêu ạ? 99 triệu. Trời, số đẹp quý vị ơi, 99 triệu. Còn 1 triệu nữa là tròn 1 gram. Đây, có người mới lên nữa. Trời ơi, mấy chị đẹp tôi không? Xin mua 100 triệu. Trời ơi, anh Ba vừa thấy mấy chị đẹp lên, cái anh Ba lên liền 100 vậy đó. Sao chị đẹp? Thì thật sự là em cũng mặc đồ của chị Thư rất là nhiều lần. Dạ. Nhiều lần rồi. Thì em sẽ mua với cái đầm này giá 150 triệu. Wow, 150 triệu. 150 định lên ơi. 150 nhưng 150 hơn nữa đi. Không, em kêu em xí. Hồi nãy anh nói em bận sẽ đẹp phải không? Dạ. Em tự tin những lời anh Bốn em nói. Em lên 170 triệu luôn. 170 triệu chị Thoại Mỹ. Còn ai cho giá cao hơn không? 250 triệu. Hả? Em rụng nha quý vị. Sao em không cho chị cơ hội mặc vậy? 250 rồi em gái thì xinh đẹp. Đây em ơi em muốn đẩy nhiều nữa nè. Dạ. Dạ cho em xin ngã giá với chiếc đầm rất là đẹp từ Jolly Bolly này là với giá là 300 triệu. Wow. Em ơi em nói giùm cho anh biết đi, em tên gì, em đến từ công ty nào? Dạ em đến từ nha khoa 5 sao Sidentis Beauty ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Lê Lâm Ngân ạ. Lâm Ngân tên cũng đẹp, người cũng đẹp, cái mức tiền đưa ra còn đẹp hơn quý vị ơi. Ngân là tiền mà. Dạ Lâm Ngân, Ngân là tiền. Tiền như rừng anh đó. Lâm là rừng đó, Ngân là tiền, tiền như rừng. Ủa có người dưới dơ lên. Ai? Hả? Mời bao anh trai nhiêu? Anh trai lên sân khấu luôn ạ. À. Ở đây 300 rồi nghe anh ơi. Nhiều cưng. Dạ dĩ nhiên là em phải hơn 350 rồi anh. 350 rồi. Trời ơi Thùy Linh đứng đây nãy giờ cũng hồi hộp lắm đây. Thấy cái áo mình tự nhiên bây giờ nó nặng dần phải không em? 350, anh tên gì ạ? Dạ cho em xin giới thiệu chút xíu. Dạ em là Diệp Anh Tuấn, là CEO của Jolly Bolly. Nhưng mà hôm nay em lên đây với lại một cái tư thế là đại diện cho người anh của em là anh Phạm Trần Nhật Minh, là phó tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành.
Thì ảnh có cái tên rất là thân thương là anh Minh Nhựa. Thì chắc là cũng nhiều người cũng trời biết. Trời ơi dạ. Tại vì ảnh ở xa, ảnh không có về được. Mà ảnh thấy ý là có tụi em ở đây tham gia, nên ảnh rất muốn đóng góp một chút xíu cho chương trình của mình. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ. Dạ, một chút xíu của anh Minh Nhựa là 350 triệu nha quý vị. Dạ, có ai cho giá cao hơn không mấy chị đẹp? Em hết cơ hội rồi, chị. Ủa? Hết cơ hội rồi. Chị hết cơ hội, chị Mỹ. Không, chắc là Lâm Ngân vẫn còn có ý nè, cái cầm micro cũng lưỡng lự muốn đưa lên á. Sao hả Lâm Ngân? Quý vị ơi, sao quý vị? Cái áo đẹp quá à Lâm Ngân ơi. Qua Nhật Nam thẩm thọ thẩm thục mà. Kìa, bà xã dưới kêu 360 kìa. Ờ, 360 nhưng bà xã em trả tiền. Thì bởi vậy em sẽ mua tặng lên cho bà xã, nhưng mà bà xã trả vì bao nhiêu lương là về đó hết rồi. À đó. Vậy là 360. 360. Lên nhẹ nhẹ thôi. Đó, tiếp theo có ai nữa không? Ngân, chị Phương. Giờ em nghẹn ngào quá. Chị Mỹ có muốn lên miếng nào không? Ở dưới có tay kia lên kìa em. À, có một cái tay giơ lên nữa. 360 từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn chưa dừng lại nha quý vị. Vẫn còn một cánh tay khác giơ lên. À, anh này đây, nãy anh mua cái đầm của Kiều Loan rồi đó. Bây giờ anh muốn lấy luôn cái đầm của Linh. Trước tiên là Minh cũng xin lời gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức Sen Vàng, người bạn Phạm Đảng Anh Thư, anh Hoàng Nhật Nam đã tổ chức chương trình này. Thì hôm nay thật sự mình tới đây mình rất là cảm động. Và mình sẽ trả một cái mức giá là con số may mắn, nó cũng nhỏ thôi, 399 triệu. Wow, 399 triệu đồng, con số may mắn. Dạ, và hy vọng là cái con số này sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Dạ. Ủa, ông muốn lên hả anh em? Không, thấy cái anh bên này á, anh đang nhắn tin nãy giờ. Ai nhắn đó? À, nhắn cho sếp. Ơ, xin mời các chị em đứng xin lên xíu. Không, nãy giờ là em đang nhắn tin cho anh Minh là em báo cái số cuối cùng để dạ. Em nghĩ là chắc là anh Minh muốn giành cái áo này. Dạ. À, anh trả lời chưa? Anh Minh trả lời chưa? Anh vừa anh trả lời chưa? Dạ dạ có rồi, em đang cầm trong tay cái tin nhắn cuối cùng đây. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là con số 399 vẫn chưa dừng lại tại đây. Hay Minh nhường đi ha. Anh cứ nói con số của anh trước đã. Không, tại vì thật ra đó, tại vì sao anh nói Minh nhường trước? Tại vì là anh Minh ảnh muốn kết một con số mà nó có rất ý nghĩa với ảnh, là con số 405. 405. Wow. Vâng. Anh Minh Nhựa cũng là một hình ảnh mà Minh rất là yêu quý, cho nên là Minh chắc chắn là khi mà anh Tuấn và anh Minh nói như thế, chắc chắn là mình sẽ lùi bước về sau để thấy rõ hơn chiếc đầm này. 405 là con số ý nghĩa như thế nào, bạn có thể chia sẻ được không? Dạ, để em lấy cái tin nhắn của ảnh, tại vì ảnh có gửi cho em. Tại thật ra cái này là cái nó liên quan đến công ty của ảnh. Dạ. Thì cái chữ 405 này á, là nó hiện diện cho cái biểu tượng mặt trời trong logo của công ty nhựa Long Thành. Là 405 nó đơn giản là một con số hiện tại. Nó khẳng định được cái vị trí ngành nhựa mà công nghiệp trên quê hương của Việt Nam. Là anh muốn khẳng định. Đó là một con số rất ý nghĩa. Và con số 405 nó tượng trưng cho 4 bể năm châu. 4 bể năm châu, 9 nút nữa. Trời ơi, con số tuyệt vời. Đó, mình thấy chưa? Đây là số mà nó rất là có ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn hai Minh. Alo. Cảm ơn chương trình. Và mặc dù mà mình không chiến thắng được, nhưng mà mình sẽ xin dành tặng thêm 100 triệu cho chương trình ngày hôm nay. Wow! Cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy là với chiếc đầm này chúng ta thu về con số là 505 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Xin cảm ơn các chị em rất là nhiều. Dạ. Một lần nữa xin mời các chị em chúng ta có thể quay trở về vị trí của mình. Dạ. Còn Linh ơi, bây giờ với chiếc đầm trị giá 505 triệu ngày hôm nay, thì một lần nữa anh xin mời em đi một vòng cho tất cả mọi người nhìn ngắm lại nha, cũng như là Loan cùng với Tường Sang luôn ha. Các em hãy trình diễn lại một lần nữa bộ trang phục trên mình. Thưa quý vị, đây là chiếc đầm áo cưới mà Hoa hậu Lương Thị Linh đang mặc đến từ thương hiệu Jolly Polly. Á hậu Tường Sang.
Á hậu Kiều Loan. Và nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Xin cảm ơn nhà thiết kế Anh Thư cũng như là các người đẹp cũng như là các vị mạnh thường quân đã góp vào cho chương trình của chúng ta một số tiền rất là lớn trong chương trình ngày hôm nay với 3 bộ trang phục của thương hiệu Jolly Polly.